trước khi hát cái bài Phương Xa này thì chị cũng có chia sẻ là cái bài này đúng cái bản nhạc ý tứ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì nó là tựa hồ những âm xưa. Thế thì sau đó quay trở về đây thì tôi nghĩ mỗi khi hát cái bài hát này là hát theo cái lời mà chị Trần Ca đã chia sẻ câu chuyện đó, có lẽ là mỗi người sẽ cảm nhận cái câu kết của bài hát này, cái ý tứ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với một cái nét riêng và một cảm xúc riêng của mình. Nhưng mà bản thân tôi lại cảm thấy là cái kết như vậy cũng khá là hay, cần nói nhẹ nhàng hơn, tựa hồ những âm xưa nghe nó một chút gì đó nó lãng đãng, nó không quá đau buồn, mà tựa hồn những âm xưa. Đấy là một câu chuyện nhỏ về cái hát Phương Xa. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta xin gửi tới quý vị xin gửi tới quý vị bài hát vẫn có em bên mình. Xin mời quý vị cùng